chấn động cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, chú ý 3 điều này. Để được thần Phật che chở, vượt qua khổ nạn, hốt cạn lộc trời, tiên tỷ cầm tay, giàu có nhất họ, tiêu Tết phủ phê. Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa. Quý vị thân mến, trong năm 2023, lá số tử vi cảnh báo tuổi Kỷ Dậu gặp phải tương đối nhiều sóng gió bởi phạm phá thái tuế, phạm kim lâu thân, hại cho bản thân, làm ăn không được suôn sẻ, mọi sự dễ không thành, vậy nên tránh làm ăn lớn trong năm nay. Việc đi lại tàu thuyền cũng cần chú ý cẩn thận, kẻo gặp phải chuyện chẳng lành, cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm từ nay tới cuối năm 2023 âm lịch tới đây, tức từ nay tới Tết 2024 âm lịch, nhờ ăn ở hiền lương mà tuổi Kỷ Dậu được ơn trên độ mệnh, công danh sự nghiệp bất ngờ phất lên như diều gặp gió, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, tiền tài rủng rỉnh, tiền tiêu ba đời không hết. Đặc biệt cuối video, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ những mẹo phong thủy đơn giản để quý cô bác có thể hóa giải được vận hạn trong năm, giúp quý vị có thể gia tăng may mắn cát lành trong cuộc sống của mình quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Chấn động cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, từ nay tới Tết 2024 âm lịch, chú ý 3 điều này. Để được thần Phật che chở, vượt qua khổ nạn, hốt cạn lộc trời, tiên tỷ cầm tay, giàu có nhất họ, tiêu Tết phủ phê. Đầu tiên, xét tính cách cuộc đời của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu ngũ hành thuộc thổ, nên đa phần họ là những người hiền lành, thật thà, chất phác. Tuổi nhỏ cũng bởi bản tính thật thà mà hay thiệt vào thân, bị nhiều người lợi dụng, vấp ngã rất nhiều mới tỉnh và khôn lớn. Ưu điểm của người mệnh này là sự cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại nhiều lợi ích tối đa nhất. Chính vì cá tính linh động nên họ thường rất được yêu mến, vì thoải mái dễ tính và có năng lực đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Nhược điểm của con giáp này lại là có lòng thương người lớn, bao dung và che chở cho anh em bạn bè. Cuối cùng anh em bạn bè lại hãm hại sau lưng, tiền mất, tình tan, gánh vác vất vả một mình. Sự nghiệp cũng phải một tay dựng lên mà chẳng nhờ được ai. May mắn tuổi Kỷ Dậu được Thiên Đức Bồ Tát hộ mệnh, cuộc đời được sung sướng về thể xác và tiền bạc được dồi dào. Tuổi nhỏ cũng có nhiều lao đao, lận đận, nhưng theo quan điểm Phật giáo đều là nhân quả gieo gặt mà thôi. Từ trung vận trở đi thì có được thành công và sống an nhàn. Nếu biết làm lành, lánh dữ thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Kỷ Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Kỷ Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Kỷ Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Người tuổi Kỷ Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn, nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú, tính thẳng thường nên trung thành tuyệt đối. Những người tuổi Kỷ Dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì. Do họ quá thật thà thẳng thắn, đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Kỷ Dậu là con giáp thích đi xa nhà, đặc biệt đi với cô bác được bạn bè yêu quý, ở nhà ăn cơm một mình không xong, thả đi chơi thâu đêm với một bầy bạn bè hỗn độn sướng hơn. Trưng diện thì có lẽ là nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì Kỷ Dậu lại thích rút về cuộc sống đơn giản. Thủ cựu, Kỷ Dậu cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn viên mãn được nhé. Tuổi Kỷ Dậu cuộc đời có nhiều hay đẹp về hậu vận, trung vận và tiền vận hơi có nhiều vất vả lao đao về cuộc sống. Xem tử vi cho thấy, họ là người chăm chỉ, luôn biết nỗ lực phấn đấu để mong cho gia đình của mình có thể được sống sung túc, hạnh phúc hơn mỗi khi gặp khó khăn. Cách xử lý tốt nhất của người tuổi Kỷ Dậu chính là tìm cách trút hết mọi nỗi bực dọc và áp lực trong lòng mình. Dù cách làm này nghe có vẻ yếu đuối, nhưng nó thật sự rất hữu dụng với họ,
Việc phát tiết nỗi ưu tư trong lòng sẽ giúp họ giải tỏa được mọi áp lực đè nén để thoải mái hơn, sau đó tập trung đi giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, con giáp này cũng luôn khao khát làm giàu, không ngại đối mặt với gian nan thử thách. Đây chính là động lực lớn nhất để họ không ngừng cố gắng nỗ lực hết mình. Và kể từ giai đoạn trung vận trở đi, tuổi Kỷ Dậu cũng được thần tài và quý nhân chiếu cố, càng làm việc càng gặt hái được nhiều thành công. Bất kể làm việc gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, thậm chí tìm được hướng đi tốt, phát triển sự nghiệp bền vững lâu dài. Người tuổi Kỷ Dậu vốn thông minh, nên một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết tiềm năng và thăng hoa không ngừng. Hết mình vì gia đình, bất kể là nam hay nữ, Kỷ Dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình. Nếu là người trụ cột, họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu vật chất và tiện nghi của người thân. Nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Sức khỏe ở mức khá, hãy có bệnh vặt nhưng không nghiêm trọng, cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Cuộc đời có vài nạn, nhưng may mắn được thần Phật che chở tai qua nạn khỏi. Số được hưởng dương thọ từ tuổi 75 đến tuổi 89. Nếu trong cuộc sống tuổi Kỷ Dậu thành tâm làm việc thiện tích đức, thì nghiệp quả sẽ được giải trừ, gia tăng thêm tuổi thọ và cuộc sống luôn bình an phúc lành. 2. Tổng quan tử vi cuối năm 2023 tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Người tuổi Kỷ Dậu đón vận trình cuối năm với tâm trạng hân hoan và thoải mái, khi hầu hết các phương diện của bạn đều có khởi sắc. Có thể nói đây là thời điểm những chú gà gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm, được tam hợp thái tuế hỗ trợ. Con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét, cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Tài vận trong thời điểm cuối năm 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng nhờ các khoản đãi ngộ cuối năm. Việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát. Phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước, với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có. Những ai đã có người yêu thì có thể tính đến hôn nhân, còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng có lợi. Hung tinh án ngữ trong vận trình sức khỏe của tuổi này dự báo về những bất lợi, thương tật mà bạn có thể gặp phải trong tháng cuối năm này. Bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào tử vi chi tiết từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong thời điểm cuối năm 2023 này quý vị nhé. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp. Xem tử vi thời điểm cuối năm 2023 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ khiến cho những người xung quanh phải ngạc nhiên bởi cú bứt phá ngoạn mục của mình trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão này. Dưới sự che chở của tam hợp, sự nghiệp rực sáng, những cơ hội phát triển đáng kể, bản mệnh có sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy để theo đuổi mục tiêu. Đây là thời điểm tốt nhất để tuổi này nắm bắt thời cơ củng cố vị trí đang có, tiến những bước xa hơn trên chặng đường công danh. Lại thêm thiên ấn xuất hiện trong thời điểm cuối năm này, báo tin vui cho con giáp tuổi Kỷ Dậu biết rằng, nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Bạn bình tĩnh và tập trung trong công việc, hoàn tất được nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành từ trước, các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác đều diễn ra tốt đẹp, mang tới cho bạn nhiều sự hậu thuẫn, sự phối hợp ăn ý giữa mọi người, giúp những vấn đề khó khăn trước đó được giải quyết trong thời gian sớm hơn, đỡ tốn công tốn sức so với khi bạn phải làm một mình, sức mạnh tập thể càng giúp bạn tiến nhanh và tiến xa hơn. Vậy nên thường ngày đừng quên chăm sóc cho những kết nối xã giao của mình, dù đối phương không giúp được bạn về mặt vật chất hay nâng đỡ bạn trong công việc cụ thể, nhưng cũng sẽ mang tới cho bạn sự ủng hộ cần thiết. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá ỷ lại vào người khác, mà phải tự mình hành động, chăm chỉ nỗ lực thì mới đạt được kết quả đúng như ý nguyện. Nhân lúc cát khí lan tràn, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm, thì nay hãy dũng cảm theo đuổi. Thực ra việc gì mới bắt tay vào làm sẽ khó tránh việc gặp những trở ngại ban đầu. Thậm chí đôi khi bạn còn cảm thấy nản lòng và chùn bước, thế nhưng với điều kiện thuận lợi hiện tại, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn ban đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cố gắng duy trì kết hợp với những người cùng chí hướng,
để công việc được thuận lợi, tránh xa bạn bè xấu kẻo gặp chuyện rắc rối. Ngoài ra không nên soi mói quá mức tới mọi mặt, cũng đừng quá chi tiết, điều gì đến sẽ đến, bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ đúng với năng lực của mình. Vậy là sau những cố gắng không ngừng nghỉ, tuổi Dậu cuối cùng cũng gặt hái được thành công, từng bước tiến đến hơn với mục tiêu mà mình đã đặt ra. Cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không mệt mỏi của bạn, quyết định trao thêm trọng trách, cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bên cạnh những may mắn kể trên, tuổi Kỷ Dậu vẫn cần hết sức thận trọng khi ngũ quỷ hung tinh xuất hiện, dự báo có điểm tiểu nhân quấy phá. Lúc này bạn cần ý thức rằng, dù bản thân đang có lợi thế, thì cũng chớ nên tỏ ra hoang hoang, khoe khoang, coi thường người khác. Người càng tài giỏi, lại càng khiêm tốn, chớ vì sĩ diện nhất thời mà tỏ thái độ không đúng mực, chiêu gọi tiểu nhân, tự rước lấy rắc rối cho bản thân. Về phương diện tài lộc, theo dõi tử vi thời điểm cuối năm của 12 con giáp âm lịch cho biết, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu vượng lên khá rõ. Cục diện tam hợp mang tới cho bạn nhiều may mắn về tiền bạc, cả nghề tay phải lẫn nghề tay trái đều đem lại thu nhập khả quan, nhưng chính tài vẫn có xu hướng nhỉnh hơn. Công việc đang tiến triển mạnh mẽ, đảm bảo cho con giáp này nguồn thu nhập rủng rỉnh, bên cạnh khoản lương cứng, với biểu hiện xuất sắc của mình, Dậu còn có thể nhận được các khoản phụ cấp, đãi ngộ thường nóng về trách nhiệm, đặc biệt, việc ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, bạn được dự báo sẽ thu về khoản chia doanh số không nhỏ. Đây là thời điểm cuối năm, nên là lúc mà tiền lương tiền thưởng được trao, nhiều khoản thu nhập đổ về cùng lúc, giúp tài khoản của Kỷ Dậu tăng tiến chóng mặt. Trong khi đó, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng, các cơ hội buôn bán mùa lễ hội cuối năm liên tục mở ra trước mắt, có thể khiến bản mệnh choáng ngợp, nhưng cũng vì thế mà bản mệnh có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn hạng mục phù hợp. Tuổi Kỷ Dậu được khuyên đừng quá vội vàng ra quyết định, khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, hãy dựa vào kinh nghiệm và căn cứ năng lực của mình. Chọn lĩnh vực mà bạn biết rõ nhất, khi đó bạn sẽ tự tin hơn, gặp tình huống bất lợi cũng biết cách xoay sở kịp thời. Ngoài ra, bạn cũng nên tin tưởng hơn vào trực giác của mình, nhất là khi sao xấu ngũ quỷ sẽ có thể gây ra một vài bất lợi. Nếu bạn chủ quan, nếu bạn cảm thấy cơ hội nào đó không ổn, thì tức là nó có vấn đề thật, nên dành thời gian tìm hiểu thêm. Tiền bạc dư giả nên bạn có thể thoải mái thực hiện các dự định mua sắm, chuẩn bị đón Tết, hoặc tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ tinh thần cho nỗ lực suốt cả năm qua. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm Tết quá dư thừa mà gây lãng phí. Về phương diện tình cảm gia đạo, may mắn tiếp tục đồng hành với Kỷ Dậu ở phương diện tình duyên, thời điểm cuối cùng của năm 2023 này, chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều niềm vui nhờ bán hợp đồng hành. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, giữa cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, gia đạo an vui, vợ chồng đồng lòng vun vén nhà cửa. Thời gian này chuyện nhỏ, chuyện lớn đều được đem ra bàn bạc và hỏi ý kiến đối phương, nhờ vậy, không khí gia đình luôn ngập tràn sự ấm cúng, hòa thuận. Người độc thân có vận đào hoa, nhân duyên khác giới vượng nên dễ tìm thấy tình yêu định mệnh của mình. Nếu tình cảm đến vào lúc này, sẽ phát triển rất nhanh, thời gian tới bạn sẽ không còn lẻ loi một mình nữa. Về phương diện sức khỏe, điều duy nhất Kỷ Dậu cần quan tâm là tình hình sức khỏe của mình trong tháng 11 và 12 âm lịch. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nên những vấn đề tưởng nhỏ như mất ngủ, ăn uống kém ngon lại khiến thể trạng bạn sa sút nhanh chóng. Bệnh cũ cũng có thể tái phát. Nếu thời gian qua bạn đã lơ là việc chăm sóc sức khỏe, những thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, lối sống thiếu lành mạnh sẽ khiến bạn phải trả giá. Ngoài ra, hung tinh ngũ quỷ cũng nhắc nhở con giáp này đi lại, làm việc cẩn thận kẻo bị thương tật, tai nạn. Khi làm việc nhà cũng cần lưu tâm, khi sử dụng vật dụng sắc nhọn, tránh để đứt tay, chảy máu, ứng với họa huyết quang khi Tết đã cận kề. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượng vận của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. 1. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Xem tử vi từ nay đến hết tháng 11 năm 2023 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, bước sang tháng Giáp Tý cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công một cách tốt nhất. Bạn cũng sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tứ hành xung đẩy bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu, thậm chí nếu bạn nghe thêm ý kiến của người khác, còn cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời gian bạn cần ở một góc riêng để xác định lại mọi mục tiêu một cách rõ ràng hơn. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Kỷ Dậu thì đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích nơi công sở, bạn nên tìm cách rút lui, vì nếu càng lún sâu vào đó, thì càng có thêm nhiều rắc rối khó lường. Thực ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc,
và thể hiện năng lực trong khi mọi người mải đấu đá nhau. Nhất là khi có chính quan và thiên ấn làm chỗ dựa tinh thần, thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, thì kết quả sẽ không tệ chút nào. Tài chính ở thời điểm này may mắn vẫn được đảm bảo, Kỷ Dậu được dự đoán cả nguồn thu từ nghề tay phải và tay trái của bạn đều khả quan. Dù vậy, con giáp này cũng nên học cách quản lý tài chính tốt, tránh xa đà vào việc sắm quá dư thừa mà gây lãng phí. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Kỷ Dậu thời gian này, bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc, nên có vẻ hay giận hờn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm cát tinh trợ mệnh, nên rất tốt cho nữ mệnh khía cạnh nhân duyên, ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn được đáp ứng. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Hợi, Tỵ, màu sắc cát tường, đen, hồng, con số may mắn 92, 18, 10. 2. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, vận trình tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu có chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Quý nhân tam hợp đả thông tư tưởng, thúc đẩy bản mệnh làm việc hăng hái, nhiệt huyết, đạt thành quả khả quan, mở ra cơ hội thăng tiến. Có điều, nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, lại có ngũ quỷ hung tinh rình rập, tuổi Dậu làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước, tránh dục tốc bất đạt. Theo luận giải tử vi, tài vận có dấu hiệu khởi sắc, kinh doanh, buôn bán, khá lý tưởng, đơn hàng tới tấp, người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn trong tháng. Không lo vấn đề đón Tết, tuy nhiên chi tiêu trong tháng phát sinh rất nhiều, cần có kế hoạch cụ thể để ra riêng không phải khốn đốn. Sức khỏe tuổi Kỷ Dậu không vấn đề nghiêm trọng, người thể trạng yếu có thể mắc một số bệnh vặt nhưng triệu chứng nhanh khỏi. Chú ý ăn uống tiệc tùng liên miên, có thể gây tăng cân, khó chịu, hạn chế uống bia rượu. Chú ý lái xe cẩn thận kẻo xảy ra sự cố, tai nạn bất ngờ. Vận trình tình cảm có sự thăng cấp bất ngờ, người độc thân cũng mở rộng trái tim đón nhận tình yêu lãng mạn, đời sống hôn nhân hài hòa, gia đạo an yên, vợ chồng con cái hóa giải mâu thuẫn. Quý nhân, Sửu, Dần, tiểu nhân, Tuất, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, bạch kim, con số may mắn 04, 29, 66. Quý vị thân mến, cuối năm rồi, nếu hay gặp xúi quẩy, xui xẻo thì hãy chọn cách xả xui phù hợp nhất cho mình và gia đình hiệu quả, giúp cả nhà nhiều may mắn cho năm mới. Chuyên gia phong thủy hướng dẫn 4 mẹo xả xui cuối năm, đón may mắn, cát khí cho năm mới 2024 dễ làm nhất như sau. 1. Loại bỏ những vật dụng đã hỏng vỡ. Nhiều người có thói quen tiết kiệm và luôn giữ lại những đồ dùng đã cũ, hỏng, đặc biệt là bát chén đã bị sứt mẻ, theo quan niệm của phong thủy. Đây là những món đồ ảnh hưởng xấu tới phong thủy của ngôi nhà, khiến ảnh hưởng tới sự may mắn của gia đình. Vì vậy, cuối năm nên dọn dẹp loại bỏ hết những đồ vật cũ hỏng. Bên cạnh đó, sống trong một ngôi nhà bừa bộn sẽ ngăn cản nguồn năng lượng tốt di chuyển quanh nhà và có thể đem lại cảm giác xui xẻo và không gặp nhiều may mắn. 2. Dùng muối. Ông bà xưa ta có câu, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đây là một quan niệm của người xưa, nói rằng muối mặn có thể xua đuổi tà ma, đẩy tà khí, mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình. Chính vì vậy mà cách hóa giải vận xui bằng muối luôn được áp dụng nhiều hiện nay. Để xả xui, gia chủ có thể rắc muối biển, muối hạt, muối mỏ ở từng phòng, trước cửa, trước sân để xua đuổi tà khí, đón vận may cho gia đình. Nếu bạn muốn thoát khỏi những vận xui, có thể cầm một nắm muối và ném qua vai trái của mình. Nhớ là vai trái, vì ném qua vai phải còn mang lại gấp đôi xui xẻo. 3. Xông trầm, đốt trầm. Xông trầm hay đốt trầm là một cách hữu hiệu để loại bỏ xui xẻo và tà khí, tăng cường năng lượng dương trong không gian sống. Dùng trầm hương tốt nhất nên dùng trầm hương chuẩn, tránh dùng phải trầm hóa học. Nên chọn mua tại những cửa hàng uy tín vì sẽ không tốt cho việc giải xui. Ngoài ra, cũng có thể lựa chọn các loại hương nồng từ gỗ đàn hương, hoa nhài hay tinh dầu thiên để tích trữ năng lượng tích cực. 4. Phóng sinh. Theo quan điểm Phật giáo, cách hóa giải vận đen tốt nhất là phóng sinh. Nghi thức này là để phóng thích những cái tâm ô uế như cái tâm tham, đố kỵ, hơn thua và thù hận ra khỏi con người mình. Từ việc phóng sinh đó giúp người sám hối thoải mái hơn, giảm bớt trắc trở, hạn chế xui rủi và mọi việc đều bình an. Thông thường người ta chọn các loài như chim, cá và rùa để thực hiện phóng sinh vào các dịp rằm, Tết hay những ngày cầu nguyện. Các con vật sau khi được phóng thích, bạn tuyệt đối không được ăn thịt, như vậy mới đạt được hiệu quả. Thưa quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi may mắn,
quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Kỷ Dậu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Kỷ Dậu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, Khá, Kỷ Sửu 1949, Khá, Đinh Tỵ 1977, Khá, Giáp Thìn 1964, Khá, Tân Sửu 1961, Khá, Ất Tỵ 1965, Khá, Mậu Thân 1968, Khá, Kỷ Dậu 1969, Khá, Kỷ Tỵ 1989, Khá, Đinh Dậu 1957, Trung Bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Mùi 1955, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Giáp Dần 1974, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu, Quý Mùi 2003, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu. Bản mệnh Kỷ Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé. Tiếp theo đây là phong thủy may mắn giúp tuổi Kỷ Dậu 1969 tăng tài tiến lộc may mắn và thành công. 1.
Tỵ Hưu phong thủy phù hợp với tuổi Kỷ Dậu 1969. Tỵ Hưu là một vật phong thủy có nhiều tác dụng trong phong thủy và đối với những người mạng thổ tuổi Kỷ Dậu 1969 nên chọn các tỵ hưu màu đỏ, tím, nâu đất, hồng, đen, xanh biển và không nên chọn các vật phẩm tỵ hưu màu xanh lá cây vì nó thuộc hành mộc mà mộc lại khắc thổ, đem đến những điều không tốt cho gia chủ. Nếu muốn thăng quan tiến chức nhanh, những người tuổi Kỷ Dậu 1969 cần phải chọn các loại tỵ hưu làm từ kim loại hoặc đá, mang những màu sắc tương sinh cao như đỏ, cam, tím, vàng hoặc nâu đất. 2. Kỳ lân phong thủy phù hợp với tuổi Kỷ Dậu 1969. Kỳ lân phong thủy có tác dụng nhiều tác dụng và ngoài tác dụng hóa giải hung sát của sao xấu ngũ hoàng đại sát, nhị hắc, hóa giải nhà phạm tam sát, phạm thái tuế, phạm sơn hướng dâm, thiếu phong, cô quả, khẩu thiệt, tuyệt bại năm. Tượng kỳ lân còn có thể giúp gia chủ đường sự nghiệp thịnh vượng, tấn tài, tấn lộc. Gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 muốn giải vận, cần nên trang bị các tượng kỳ lân đồng hoặc vàng, mang màu sắc vàng hoặc nâu đất để sự nghiệp được phát triển, con đường danh lợi ngày càng thịnh vượng. 3. Thuyền phong thủy phù hợp với tuổi Kỷ Dậu 1969. Thuyền buồm trong phong thủy được coi là một biểu tượng của sự thành công, thắng lợi trong kinh doanh, giao dịch, làm ăn buôn bán. Người Trung Quốc rất thích các biểu tượng thuyền buồm vì nó mang ý to lớn của sự thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận để mang lại người mệnh thổ tuổi Kỷ Dậu nhiều may mắn, cũng như sự nghiệp được thăng hoa. Có thể sử dụng các loại thuyền buồm làm có biểu tượng rồng trên cánh buồm với màu sắc tự nhiên như đất, vàng nâu hoặc vàng để có được hiệu quả cao nhất. 4. Cây phong thủy hợp tuổi Kỷ Dậu 1969. Dựa theo thuyết ngũ hành, người Kỷ Dậu 1969 thuộc mệnh thổ, do đó, nếu có sở thích về cây cảnh, bạn nên chọn các cây phong thủy có lá hoặc hoa mang màu sắc thuộc mệnh thổ, hoặc hỏa như vàng, đỏ, nâu, hồng, tím. Những cây màu này sẽ giúp thu hút dương khí, mang đến sức sống, cũng như tài lộc cho ngôi nhà hay văn phòng làm việc của bạn. Lời nhắc cải mệnh dành riêng cho tín chủ tuổi Kỷ Dậu cuối năm 2023. Con người sống nơi thế gian bị vây khốn bởi đủ loại dục vọng, nhưng nếu một người có thể học được 6 bản lĩnh dưới đây, thì sẽ không bị dục vọng làm cho mê lạc, bất an, cuộc đời sẽ trở nên thong dong tự tại. 1. Trầm tĩnh để nhìn rõ sự tình. Trầm tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại bản lĩnh và cảnh giới cao của cuộc đời. Người trầm tĩnh có thể không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Người giữ được trầm tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được sự thanh bình, khí tiết của mình. Muốn giữ được trầm tĩnh, cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm một khi không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Trầm tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm trầm ổn, thông qua tự thân điều tiết mà thành. Người có tâm trầm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp chốc mê muội, từ đó mà trí được minh sáng ra. 2. Buông bỏ để thong dong tự tại. Buông bỏ là trí tuệ, cũng là dũng khí. Con người khi đến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách buông bỏ, những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Con người sống trên đời giống như lữ khách đang bước tiến về phía trước. Nếu chúng ta càng ôm giữ nhiều, thì hành trang chúng ta mang theo sẽ càng nặng nề hơn. Vì vậy trong cuộc đời này, chúng ta cần phải học được bản lĩnh, bỏ đi một số loại đồ vật trên hành trang của mình, như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Có như vậy, cuộc đời của chúng ta mới thong dong tự tại và nhẹ nhàng hơn. 3. Đạm bạc để không bị dục vọng vây khốn. Đạm bạc không phải là nhân sinh quan tiêu cực, mà là dùng tâm thái bình thản đối mặt với hết thảy công danh, lợi lộc, hưng suy vinh nhục trong cuộc đời. Người đạm bạc, điềm nhiên không màng danh lợi, nên tâm trí của họ sáng tỏ, đứng trước tiền tài, địa vị, cuộc sống xa hoa mà có thể lựa chọn cách sống đạm bạc, thì đó phải là người có bản lĩnh lớn. Trong sách Hoài Nam Tử, chủ thuật huấn của Lưu An thời đầu Tây Hán viết, không màng danh lợi, mới định rõ được chí hướng. Trong Giới Tử Thư của Gia Cát Lượng cũng nói, không đạm bạc trí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Người không an định thanh tĩnh thì không thể thực hiện được lý tưởng cao xa, cũng không thể chịu khó chịu khổ mà tiếp thu kiến thức được. 4. Cự tuyệt để không bị lầm lạc. Miễn cưỡng đồng ý không bằng thẳng thắn, thành thật cự tuyệt, làm người phải hiểu được những việc cần cự tuyệt và những việc nên tiếp nhận trong cuộc sống. Cự tuyệt oán hận,
tiếp nhận khoan dung, cự tuyệt dối trá, tiếp nhận chân thành, cự tuyệt cái ác, tiếp nhận cái thiện. Một người sáng suốt, khi đứng trước những cám dỗ về mặt lợi ích, danh vọng và tình cảm bất chính, thì phải biết cự tuyệt. Chỉ người có bản lĩnh nói lời cự tuyệt trước những điều không hợp đạo nghĩa, mới có thể không bị lầm đường lạc lối, mới khiến cho cuộc sống của họ bình an, khoái hoạt. Trong cuộc sống những người vì hư vinh, vì thể diện, vì tình mà không dám hợp thời cự tuyệt, thì cuộc sống của họ rất nặng nề, bất an. Kính thưa quý vị, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Người xưa có câu, tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi, hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời. Còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Quân sư Lưu Bá Ôn thời Chu Nguyên Chương nhà Minh đã từng tự khuyến khích bản thân, trên thế gian làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được. Chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất kể chúng ta làm gì đi nữa, chỉ cần luôn làm hết sức mình thì có thể bớt phải hối hận. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.